Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft, vùng đất thánh. Và trong dân làng có một bác đúng hay cơ hội luôn. Người ta vừa xây xong nhà là chúa vô ở liền. Được đấy, bác này cũng được đấy. Rồi bác này bán gì đây? Áo giáp hả? Mình còn than không ta? Mà thôi đi, than mình để dành thôi, mốt mình nấu ngon hơn á. Để mốt khi nào mình đào thiệt là nhiều than trong chuyến đi mai sắp tới đi. Rồi mình hả trao đổi với cái bác này ha. Còn bây giờ thì mình sẽ thử nhân phẩm một xíu coi. Mình còn một cái quặng kim cương lút được trong chuyến khám phá nè. Mình sẽ thử dùng cái cúp gia tài ba của mình. Để coi coi. Thôi đi, dẹp đi. Nhân phẩm mình sức kỳ vậy ta. Kỳ á. Rồi và với một viên kim cương hồi nãy thì mình sẽ thử làm cái khiên kim cương coi được không. Không được. Không làm bằng công thức này được. Vậy thì mình phải làm bằng công thức này rồi. Thử nha. Đó, gì thì mới được ha. Mình sẽ được một cái khiên kim cương. Cái khiên này thì sẽ có độ bền cao rất là nhiều á. Nên mình sẽ dùng nó trong thời gian sắp tới ha. Cho nó tông xẹp tông với cái set đồ của mình luôn. Và thử coi coi khiên kim cương thì mình có thể cường hóa hay không. Được luôn, được cường hóa luôn. Rồi, vậy thì quá đã rồi. Có chầm hỏng ba luôn ha. Ngon. Bây giờ thì chắc mình sẽ nấu thuốc một xíu đi. Hôm qua thì mình cũng nhặt được một chút búa địa ngục nè. Chai các thứ. Ôi, mình có nên đào thêm cát không ta? Đào thêm cát đi chứ mình không đủ cát để làm mấy cái chai rồi. Đây đây, bên đây có cát nè. Đào một chút cát. Ba cát là làm được ba cái chai. Mình sẽ làm 6 cái chai đi. Nấu hai mẻ thuốc á. Rồi. Vô trong nhà nung ra rồi bắt đầu nấu thuốc thôi. Hôm nay thì mình sẽ nấu những cái lọ thuốc kháng lửa. Giúp mình có thể chống chọi lại những cái con quái mà chuyên tấn công ra lửa. Rất là khó chịu luôn. Rồi giờ thì cho nó nấu ra đi ha. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ dọn dẹp đồ lại cái đã. Và mình sẽ cần có thêm một thứ rất là cần thiết. Đó chính là những cái kem nhung nham. Đó, nó làm theo công thức là bột quy lửa kết hợp với cái bóng chất nhờn ha. Đây. Mình cần hai cục để làm hai mẻ thuốc. Rồi cần thêm hai cái búa địa ngục nè. Rồi gì nữa không ta? Còn thiếu gì không? Lâu quá không nấu thuốc giờ. Lục nghề rồi. Làm những cái chai ha. Đây, những cái chai. 6 cái chai. Cho vô đây. Cho vô đây. Xong phân. Mình còn phải cho bột quy lửa để cho nó làm cái chất đốt nữa. Đấy. Rồi giờ thì có thể nấu. Mình quên chai này chai không mà. Mình quên đi múc nước. Mèn đét ơi. Gì đây, dân chơi chiên nấu thuốc mà giờ lại quên cách nấu thuốc là dở rồi. Toán rồi. Rồi cho mấy cái chai vô. Đó. Giờ thì bắt đầu nấu mẻ thuốc đầu tiên ha. Cho cái búa địa ngục vô trước. Hy vọng là đúng. Để coi coi thuốc kháng lửa. Mình sẽ tìm công thức. Đúng không ta, mình nhớ đúng rồi đó. Nhưng chơi gì là hỏng rồi. Đây, thuốc kháng lửa đây. Thuốc kỳ quặc. À đúng rồi, vậy là mình nhớ đúng rồi. Đó, thuốc kỳ quặc rồi cho cái kem này vô. Là mình sẽ tạo ra được cái thuốc kháng lửa đó. Và mình sẽ cần phải có thêm đá đỏ. Ôi không. Mình không còn đá đỏ. Rồi luôn, tới công chuyện luôn. Hết đá đỏ mất tiêu rồi. Hơi toan đó nha. Thôi kệ đi, thuốc kháng lửa dù sao thì mình cũng dùng trong những lúc cấp bách ha. Ví dụ xui xui rớt xuống hồ nhung nham thì mình mới uống á. Nên không cần nó kháng lửa quá lâu đâu. Rồi, và bây giờ thì mình cần phải tìm sỏi nữa. Để coi coi gần gần đây có sỏi không. Mình cần một chút sỏi. Để mình... À kìa, nó bên kia kìa. Để mình tìm cục đá lửa. Đây, mình sẽ lấy ra. Rồi đào ra. Nãy, có gia tài nó lợi ghê chưa. Đào một phát một là ra cục đá lửa luôn à. Rất là tiện. Và mình sẽ kết hợp đá lửa này với cái cục sắt để làm cái hộp quẹt ha. Hôm nay chắc mình xuống địa ngục là vừa rồi. Có thuốc kháng lửa rồi mà. Sắt ở đây. Rồi xong phên.
hộp quạt, lấy thêm mấy cái hắc diệm thạch nữa là xong. Cổng địa ngục thì mình sẽ đặt ở ở đây được không ta? Chỗ nào cho kỹ kỹ, giấu giấu mấy bác dân làng một xíu mới được. Tại mấy bác dân làng tinh nghịch lắm. Không thôi đi chui xuống dưới là mệt nữa. Rồi đặt đây một cục, đặt qua đây. Xong phim, vậy là xong cái cánh cổng địa ngục rồi. Mình sẽ kích hoạt lên luôn ha. Rồi, mấy bác dân làng không có tò mò đi theo nha. Mình đặt gần dân làng cũng hơi nguy hiểm á. Nhiều khi mấy bác ấy tò mò đi theo là xong luôn á, không có cứu được đâu. Rồi giờ thì chắc đi luôn nha. Để coi coi bữa nay đi qua địa ngục thì mình sẽ xuất hiện ở đâu bên đấy đây. Mong rằng sẽ xuất hiện ở một chỗ đẹp đẹp một xíu. Rồi và mình đã xuất hiện ở một cái khu tương đối là đẹp ha. Ồ, ở đây có những loại khoáng sản nè. Những cái này gọi là xin xin nasite. Mình có thể nung ra để làm cái quặng và chế tạo ra được vũ khí nè. Những cái... Ồ, vàng pha thuốc luôn. Tốt đấy chứ. Cúp nữa nè. Và cái này mình có thể kết hợp với kim cương để tăng cái chất lượng của nó lên ha. Khá là hay đó. Cái này là quặng vàng. Làm luôn. Tại vì có dòng gia tài với vein mining á, là mình đào rất là dễ ha. Bước vào đây thì tranh thủ kiếm được bao nhiêu khoáng sản thì kiếm thôi. Ồ, tính ra qua đây mình farm vàng rất là tiện luôn á. Thạch anh nữa nè. Nhưng mà bây giờ thì mình muốn đi ra khỏi cái hang này trước cái đó. Để mình tìm một cái lối đi ra ha. À đây rồi, hình như có lối đi ra rồi. Ôi, dưới địa ngục ghê quá à. Ồ, ở đây còn quặng mới nữa. Lanthanum. Quặng Lanthanum. Mình thể nấu lên và làm được vũ khí không? Không làm được vũ khí. Ê, ở bên đây mình gặp cái công trình gì nè. Mới qua đây mà đã gặp công trình rồi. Để mình đào một chút cái netherrack mình đi qua bên đó ha. Hơi nguy hiểm đó. Kệ mình làm liều đi. Có nên dọn cái khúc này luôn không ta? Nó hơi cản trở giao thông quá đi. Đừng có rớt xuống dưới. Mong rằng là vậy. À đây qua đây là mình có thể dễ dàng đi hơn rồi. Mình nhảy lên cái mấy cái nấm này ha. Đó, cái nấm mọc ngược nè. Trời luôn, trong đây công trình gì mà thấy ghê hả? Hình như trong đó có quái kìa. Nhảy xuống. Ui, té đầu thôi. Ui, đây coi đây công trình gì á. Đây. Ui, chỗ này sao nhìn ghê ghê ấy. À đây là Goblin. Goblin mình có thể trao đổi đồ nè. Ủng kim cương với sách bảo vệ kho vật được bắn. À, đổi thuốc rồi ha. Ồ, thuốc tăng hình, thuốc đầu nhanh rồi. Đổi vụn netherite nữa chứ. Tiếc quá mình không có cái gì đổi được vậy hết. Bây giờ thì mình sẽ thử đi xuống dưới coi. Rồi luôn. Mình biết rồi. Đây là chỗ công trình đánh boss. Mình sẽ thắp sáng lên trước rồi đó. Nè. Ancient Carved Black Stone. Khi mà mình đập bể cái cục này á, thì sẽ có một cái con boss rất là khủng xuất hiện á. Mà giai đoạn này thì đương nhiên là mình quýnh không lợi nó rồi. Sao lúc mà mình yếu nhất thì lại gặp được boss nha. Đợi đấy, coi như là sớm muộn gì mình cũng giết nó thôi. Bây giờ coi như là làm dấu chỗ này trước đi, để sau này đỡ phải đi tìm nó. Mới qua thôi mà đã gặp được công trình đánh boss rồi, cũng gọi là cái điềm rồi đó. Thôi đi tiếp thôi, để mình tìm những công trình khác dễ khám phá hơn á. Chứ công trình này thì ngoài sức của mình rồi. Áo. Trời ơi. Giờ mình đào được nhiều quặng quá, một xíu về chắc nung mà xỉu luôn á.
bây giờ thì mình cần phải đi tìm. Chắc bây giờ mình chỉ khám phá được thứ nhất nè, là pháo đài địa ngục. Thứ hai là những cái basin của những cái con Bitlin thôi à. Đó là hai công trình mà mình có thể khám phá được ha. Còn đánh boss tầm này thì đối với mình dường như là không thể rồi. Còn đây là gì đây? Ồ, có ngọc Luli nữa nè. Ồ, quá trời quặng luôn. Chỗ này là chỗ trưng bày gì đó. Ok. Thôi, mình nghe tiếng bên đây có con gas nè. Mà thường thường thì chỗ có gas đó là những chỗ rất là rộng luôn. Để mình thử qua đây coi thử ha. Đây rồi, lên trên rồi. Ở đây có bích liên các thứ nữa. Kìa kìa, nó kìa. Con gas nó gần một phát, mình tít ở dưới hang mình còn nghe á. Đừng có kêu la nữa nha. Để mình tập trung khám phá coi. Nó kêu là mình làm mình phân tâm quá, qua giết nó luôn. Kêu kêu mắc ghét. Kêu kêu nè. Nhưng mà không rơi ra nước mắt rồi. Có vẻ là chỗ mình nó không có gần một cái pháo đài địa ngục nào hết luôn. Mình đi nãy giờ cũng được một lúc rồi đó, mà không thấy cái pháo đài nào hết. Buồn một chút nha. Nữa sao ở đây nhiều gách vậy? Đi mới có mấy bước lại gặp thêm một con gách rồi. Mấy con kem trong nhà mình sẽ farm thêm. Để có gì mình làm thuốc ha. Quá trời kem luôn nè. Gớt ra kem đi. Ồ, nó không gớt ra kem trơn nha trời. Ui, đằng kia có những cái con gì thế ghê hả? Con này có đánh mình không? Hình như nó không có đánh mình. Nó giống như là con mực ha. Có nhiều súp tua ghê luôn á. Ui, ở dưới nước còn có mấy con dơi kìa. Sao trời dơi mà tắm nhung nham hả ghê hả? Rồi luôn, cho chín luôn. Trời ơi, dơi mà tắm nhung nham. Các bạn có công nhận với mình một điều là ở trong đây á, địa ngục rất là nhiều gas luôn ấy. Thôi thôi, mình né nó ra đi, ghê quá. Gì đâu mà nhiều gas thấy sợ thiệt. Và cuối cùng thì cũng có công trình đầu tiên rồi. Đó chính là một cái kim tự tháp dưới địa ngục ha. Sẵn tiện mình sẽ farm anh Enderman này luôn. Ồ. Cái bộ giáp mình nó có chức năng phát nổ khi mà bị quýnh á, nên cũng tiện lắm. Enderman nè. Lụm ngọc Ender liền. À, nguy hiểm nha. Kim tự tháp này hơi căng đấy. Đi vô cùng mình. Sáng lên. Ôi, có xương. Mình nghe tiếng con xương. Ê. Ôi. Mình nghe nó trong rồi, rốt cuộc nó bên ngoài à. Byrek là cái gì đấy? Coi thử. Ủa sao Byrek thì mình đập ra thuốc súng á. Ồ, quặng thuốc súng. Và kim tự tháp ở đây thì nó khá là nguy hiểm luôn, nó có bẫy đó. Nên mình cần phải đập bẫy ở phía dưới trước. Đó là những trái bom nè. Nó không thôi là nó nổ banh xác mình luôn á. Rồi. Dạ. Giờ thì mình đã có thể lấy được đồ trong đây rồi. Được hai khối vàng. Hắc diệm thạch. Quyển sách có 4 dòng Enchant luôn. Trời ơi, nhiều dòng Enchant vậy. Có kiếm nào xịn xịn không? Nè, kiếm sắc bén nhặt 3 luôn nè. Tốt đó. Rồi, đó là toàn bộ những gì xịn nhất mà mình có thể lấy được rồi. Đá đỏ mình cũng lấy luôn. Ok, cũng không quá tệ ha. Rồi giờ cho mình đi ra được chưa? Đường nào đi ra vậy? Ủa, nãy vô đường nào ta? Đường này, ở này không phải. Này phải không? Đường này cũng không phải luôn. Ủa, gì nãy vô đường nào vậy? Ôi, trèo lên đi. Trèo đường này lên cho chắc. Bởi vì vô xong rồi hết biết đường ra luôn. Sợ thiệt. Rồi, gần đây còn có. Ui, con gách. Khủng kiếp thiệt, nó làm mình giật mình. Trong đây gách nó nhiều lắm á. Giống như là địa bàn của nó cai trị vậy. Cứ đi mấy bước là gặp một con gách khác à.
ghét thiệt chứ. Mình đã không muốn bắn nó rồi mà nó cứ cà khịa mình. Ok, đi tiếp thôi, tìm một cái công trình khác để mình khám phá nào. Ủa, con nào bắn mình? Con xương. Còn xương. Ở đây nó còn có một cái dạng công trình gì khác nữa nè. Nữa, tha đi mà. Dám cà khịa mình. Rồi. Ồ, cái này là cái lâu đài. Cái này là cái lâu đài ở dưới địa ngục ha. Đây là chỗ để mình vô mình mượn mấy cái chỗ thắp sáng đây nè, mang về trang trí á. Cái này đồ free thôi, vô cứ lượm mang về ha, tự nhiên như nhà đi. À, coi còn cái nào khác không? Chứ trong đây nó không có đồ xịn đâu. Hết gặp gác giờ tới gặp những con Blade màu xanh. Ở đâu vậy? Gì nhiều vậy? Xuống địa ngục này đúng căng luôn. Kìa nó bắn kìa, coi con Blade nó bắn kìa. Con quỳ lửa màu xanh đó ghê quá. Trời, cái lửa xanh của nó. Cái lửa xanh đúng đau luôn. Khó chơi thiệt á. Để mình tiêu diệt con gát bên kia cái đó. Con gát không kịp. Thôi xong mình rồi. Ui, xít đi. Đó là sự khó chịu của những con gát ở đây á. Úp, mình giết con kia mình được cái nón nè. Wow. Cũng được ấy chứ. Nhưng mà cái nón này thì nó yếu hơn cái nón kim cương ha. Kệ, sưu tầm cũng được. Mà đợi mình một tí, mình qua đây mình thủ tiêu cái con gát này. Suýt nữa thì nó đọt mạng mình rồi. Con gát cũng kiếp. Ở trên cái vùng cát linh hồn á, những ngọn lửa qua đây nó chuyển hóa thành màu xanh rồi, rất là nguy hiểm luôn. À, có nước mắt gas luôn kìa. Lấy nước mắt của nó luôn. Láo tét. Rồi trong đây lại một cái chỗ đền thờ gì nữa nè. Mấy con hút linh. Né nó ra. Mấy con đó nó hút ghê lắm. Không chơi với nó đâu. Thôi để mình té qua một hướng khác, nó an toàn hơn ha. Rồi mình thấy an toàn là học đâu không thấy. Mà toàn quái vật không à. Xuống địa ngục ghê thiệt. Ui. Ở đây nó còn có những con xương nó tấn công bằng cái hơi thở độc hay sao á. Thì đúng rồi, hơi thở quy đờ. Ghê thiệt. Ui dạ, đau. Căng quá. Thôi chắc té thôi. Nữa gát tấn công mình nữa. Gì hoài vậy mấy con gát này? Cho nhau thở một xíu được không? Cho mình thở không kịp luôn á. Tấn công hoài. Ui cái vùng này nhiều cái con. Con quy đờ mà mọc đuôi lắm. Chạy đi. Khó chơi thiệt. Xuống địa ngục là ăn hành sắp mặt luôn á. Ôi té. Chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Về tới nhà, công đoạn đầu tiên của mình là mình sẽ nung những cái Cincinnati này ra ha, cho nó thành những cái khoáng sản đi. Nung ra. Vàng thì mình sẽ nén lại thành những cái phôi. Ui giờ quá trời quá đất vàng luôn á chứ. Xa hồn mà xài luôn. Rồi và không thể thiếu rồi, mình sẽ trang trí ha. Mình sẽ gắn mấy cái này ở đâu cha? Chắc gắn trước nhà đi, nhìn cho nó đẹp. Nó đẹp liền. Ui giời ơi, hơi bị nổi luôn á nhen. Đây cái nữa không ta? Ôi đây không đẹp. Cái này cái này đặt ngay ở giữa đi. Ô, cho nó có cái bột chứ. Đấy. Đẹp nhà đẹp cửa liền. Ôi mà trời đang mưa quá. Ngủ. Ngủ giấc đi, rồi sáng thức dậy mình sẽ thử mình nâng cái cây kiếm của mình lên thành một cây kiếm phiên bản Netherite ha, coi có được hay không. Mình sẽ cần có 4 vàng nữa. Đây, foil Netherite.
Sau đó thì mình cần phải có cái bàn rèn nữa ta. Bàn rèn gì là cần gỗ với cả sắt. Đây, bàn rèn. Rồi. Thử nha, không biết là nó có mất dòng cường hóa hay không nữa. Nó không mất dòng cường hóa. Vậy thì được quá đi. Cái kiếm mình đã lên tới 17 sức tấn công rồi. Quá là đã luôn. Im im nha. Rồi mình sẽ làm thử cái cục đá mài luôn. Trong đây nó có cục đá mài. Cục đá mài nè. Phiến đá que. Phiến đá thì mình có thể làm từ đá này hả? Vậy là nấu đá củi lên á. Đá củi đây. Nấu lên luôn. Rồi cái quặng này nấu tới đâu rồi? Cũng được một ít rồi nè. Hình như cái này nó còn có thể làm được áo giáp nữa thì phải. Đúng rồi, nó có thể làm được áo giáp luôn nè. Nhưng mà cái bộ giáp làm từ Cincinnati thì nó không có mạnh bằng giáp kim cương á. Khá là đáng tiếc luôn á chứ. Phải chứ nó mạnh bằng giáp kim cương thì chắc mình sẽ thử mình mặc á. Nhưng mà nếu mình chế tạo xong thì mình có thể nâng cấp lên được không? Coi thử, mình phải coi thử. Không nâng cấp lên được. Chỉ có dụng cụ như là kiếm nè. Kiếm thì mình có thể nâng cấp lên được ha. Thành kiếm kim... Cincinnati kim cương. Đó. Nói chung cũng khá là rườm rà đó. Rồi, giờ thì mình sẽ trở lại với cái việc làm cái cục đá mài thôi. Đây. Đá mài. Xong. Lụm cục kẹo. Rồi, mình sẽ thử cho cái này vô. Rồi lấy cái cuốn sách ra. Coi coi nó có tách được dòng cường hóa hay không. Ủa sách. Ủa sách mình để à bên đây. Ủa. What. Khoan. Ồ đây đây đây. Sách mình để đây nè. Ê, nó tách được. Nó tách được. Ủa nhưng mà tách xong là mình mất luôn hả? Ồ vậy phải cân nhắc lại nha. Tách như vậy. À phải tách như vậy, phải tách như vậy mới đúng. Đó, rồi xong mình sẽ ghép lại như vậy. Để mình có cái kiếm sắc bén 4 và nhặt 3. Lúc này thì chặt hơi bị đã nha. Lụm không, lụm không? Lụm đi ha. Lụm luôn, sợ vậy. Hôm nay là nâng cái kiếm hơi bị khỏe rồi đó. Rồi, còn gì nữa không ta? Mình còn thiếu cái... Mà thôi đi, chắc không nâng cấp cúp nữa đâu. Cái quặng Cincinnati để nhà đi. Khi nào cần mình sẽ sử dụng nó sau. Còn bây giờ mình muốn quay lại cái tàu trên không để mình trả thù mới được. Hôm qua mình chưa có thuốc kháng lửa, bọn chúng dí mình quá. Hôm nay chẳng lẽ mình nhịn bọn chúng sao? Trả thù liền á chứ. Thôi đi luôn thôi. Nói là làm liền. Làm liền cho nóng. Đi cùng mình trở lại cái chỗ tàu bay để phục thù ha. Hoặc là thù thêm thù. Hy vọng là trả được thù thôi. Hôm qua nhịn mấy cưng hơi lâu rồi đó nha. Hôm qua nhịn mấy cưng hơi lâu rồi nha. Hôm nay là anh quay lại anh trả thù đấy. Hình như mình chỉ mới khám phá xong cái con thuyền ở bên này thôi hả? Còn con thuyền ở phía trên nữa mình chưa có khám phá. Nên hôm nay sẽ là cơ hội để mình khám phá luôn con thuyền ở phía trên ha. Ồ thuốc bay lên nè, được á, mình dùng cái thuốc này mình bay lên trên kia. Hộp công nhà bà Lý rồi. Ồ. Hình như vẫn còn lòng spawn thì phải. Ồ có cái đầu xương đen luôn. Ồ nó bắn. Ôi trời nó cởi phantom nữa kìa. Ok kìa còn cái lòng bên đây. Đập liền. Xong rồi đó mình dọn hết lòng spawn ở bên con thuyền này rồi. Hơi bị đông á. Nhưng mà không sao, vẫn xử lý. Ôi, ba cái đầu rồi. Wow. Ào ào. Ở phía bên ngoài vẫn còn lòng spawn. Chắc mình phải uống thuốc kháng lửa trước thôi. Tại vì những con ở bên ngoài là nó bắn ra lửa. Nó có thể xuất hiện kể cả ban ngày luôn. Sợ thật. Nó bay hả? Nó bay thì mình bắn cho nó rớt ngài luôn. Rồi tôi xong rồi, xác định nhỏ rồi. Vẫn còn những con bay ở phía trên cơ. Bay nè. Bay nè, cho nó gớt này luôn. Rồi xong luôn. Hiểu số phận con nhỏ rồi. Này thì chọc giận mình.
Cái kết đó cưng. Rồi đây, đập 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 cái lồng. Ừ, bắn đi. Bắn đi. Bắn đi, bắn đi. Bắn đi. Hai tên đã hiểu số phận luôn. Đấy, hôm qua ha. Đối xử mình sao giờ mình đối xử lại gan như vậy. Vừa cái bụng mình lắm. Rồi, mình sẽ lấy những thứ mà mình cần thôi. Hồi máu tức thì mình mang về nhà luôn. Tịch thu. Đây còn nhiều đồ lắm, tha hồ mà mình lượm luôn á. Nè, có kim cương nè. Quá trời quá đất kim cương luôn. Quả điệp khúc nữa nè. Thích thiệt chứ. U là trời. Cái này chắc khám phá 10 cái thuyền như vậy cũng chịu nữa. Đồ xịn quá trời quá đất luôn nè. Cái này thuốc bay lên nè, một xíu mình sẽ dùng sao. Quả điệp khúc các thứ. À, có táo vàng nữa nè. Tốt đó. Ui, quá trời quá đất đồ luôn rồi. Good mà muốn hoa mắt luôn. Rồi xong phim. Vậy là xong cái tàu này đó. Mình quét sạch xong cái tàu ở phía dưới rồi. Còn cái tàu phía trên nữa. Cái này chắc mình phải dùng thuốc bay lên thì mình mới khám phá được. Đây, bay lên cùng mình. 6 5 4 3 2 1. Hên quá, mình vẫn bay lên trên kịp. Trời. Ui không, cái tàu này còn dữ hơn tàu kia nữa. Ui, mình phải chạy kiếm chỗ núp trước rồi đó. Cái tàu này có vẻ nguy hiểm hơn tàu trước. Ui, nốt mình. Đập làm spawn. Nốt đúng đau luôn á. Cẩn thận, cẩn thận. Cái tàu này nguy hiểm hơn tàu hôm qua. Nên mình phải chiến đấu cẩn thận hơn. Kìa kìa kìa. Tên này là tên thuyền trưởng nè. Bắn hạ tên thuyền trưởng liền. Nguy hiểm quá. Hồi máu tức thì mình sẽ để sẵn á. Có gì mình dùng thuốc hồi máu luôn. Rồi giờ đi đường tắt xuống. Mình sẽ đứng ở một cái góc cao hơn để mình có thể bắn bọn chúng trước ha. Chặt người luôn nè. Kiếm mình đã nâng cấp lên rồi đó mà quýnh cũng không si nhê lắm thấy chưa. Thủ tiêu luôn. Ủng netherite luôn nè. À giấu đồ hả, giấu đồ hả. Giấu gì đây? Vàng. Quần kim cương. Sách. Mình sẽ giữ tạm trước đi ha. Cất những thứ xịn xịn vô trong trước rồi đó. Để cho nó đỡ choáng chỗ kho đồ mình trước. Ui sao mà đông vậy? Quân số của bọn chúng cực kỳ đông luôn. Hơi căng rồi. Vô đây đánh giáp. Đánh giáp ra cà nè. Đánh giáp lá cà. Reaper nổ đi cưng. Nổ đi. Ừ hay lắm. Quýnh thầm lại thì nhờ Reaper nổ. Eo eo eo. Ui. Dùng thuốc dùng thuốc dùng thuốc. Trời trời trời. Xít nó thì đi rồi. Uống thuốc căng lửa vô. Cái này hơi căng nha. Đập cái làm spawn luôn. Quýnh con xương luôn. Quýnh con xương luôn. Ở tầng trên vẫn còn những cái lồng spawn như vậy nè. Mình cần phải đập nó sớm thôi. Để cho nó đừng có đẻ ra thêm ha. Tranh thủ lúc này thì mình sẽ lấy thêm đỏ. Tiêu diệt con này trước khi nó lợi gần. Con này, con heo này. Con heo khủng kiếp. Con heo khủng kiếp. Ồ, có thêm bộ netherite. Quá đã. Nón, ồ, nón dữ nè, nón xịn, nón xịn, nón xịn. Hô hấp. Bảo vệ coi lửa. Cái này bảo vệ 4 luôn, lượm cái bảo vệ 4 nó sẽ tốt hơn á, nó tối ưu hơn. Rồi giờ mình sẽ không lên trên đâu, lên trên là bị mấy con phantom nó cắn chết á. Ủa sao tầng dưới cây dây? Ủa cái đường đi đâu? Cái đường đi đâu? Ôi không. Có gì đó sai sai rồi. Ngủ. Ủa cái đường đi đâu rồi? Ừ. Đi cũng kéo vậy. Mình cất đồ vô bớt coi. Ủa thường thường đây có cái đường đi mà. Rồi luôn, hiểu luôn. Đường đi nó bị mất rồi. Ê Phantom đừng làm. Đừng làm bậy nào. Con này nó tính làm bậy hay gì á. Rồi luôn, một con rớt nữa kìa. Ê nó chưa chết. Chưa chết thì mình bắn cho nó chết luôn. Chưa chết hả?
bọn này phải trả giá. Bây giờ mình phải làm sao qua bên kia mình đập cái lồng spawn lẻ nè. Không thôi nó đẻ thêm vài con phantom nữa. Đó 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 đó, nó đẻ ra con. Nguy hiểm lắm. Phantom nè. Chết đi. Chết đi phantom. Cho con kia chết theo luôn. Ui con này nó đi ra nó định bảo kê sao vậy. Đi ra đi. Như vậy thì mới dễ chơi được. Rồi đó. Chuồn 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 chuồn. Chuồn lên trên trước. Sao căng vậy? Nó bắn đầu quá à. Ui quân số nó đông không? Không mình tưởng rồi. Bị dí rồi. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Mình vẫn có thể xử lý được không sao hết. Bình tĩnh một xíu là được. Hồi phục lại, hồi phục lại. Reaper làm việc đi. Nice. Ui, suýt nữa thì toan rồi. Nói chung thì mình chỉ khó chịu những cái con phantom. Ủa con xương mà cưỡi phantom thôi. Còn mấy con khác thì mình không sợ lắm. Tại vì mình phải đi đường kia thì mình sẽ tìm đường tắt mình đi ha. Đây là một con đường tắt chẳng hạn nè. Mà trước khi xuống thì để mình giết bớt cái này. Ở dưới đông lắm. Sao con này trâu vậy? Làm liều luôn nha, chơi luôn nha. Uống thuốc kháng lửa vô. Hết thuốc kháng lửa rồi. Mình nóc dữ quá, hết thuốc rồi. Nóc thuốc mới. Rồi xuống. Ui dưới này đông lắm, dưới này đông lắm. Reaper làm việc đi. Ừ, nổ banh sát đi cưng. Có phù thủy nữa. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. À, phù thủy chơi chọi thuốc độc, khốn kiếp. Chọi thuốc độc nè. Thành tay ba luôn. Chơi mà chơi chọi thuốc độc. U là trời, dính thuốc độc của bà muốn xỉu rồi. Còn có con xương này nữa. À, nó có cái lồng spawn trong này. Ê, ê, ê. Từ 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 từ. Từ từ hả đập. Mình cần phải hồi phục lại trước cái đó. Máu mình tuột quá trời kìa. Uống cái thuốc này vô để cho tăng máu lên lại. Rồi đập cái lồng spawn ra. Yes, thành công, thành công. Giờ đã có thể tiêu diệt được con này rồi. Con này nó khá là cao nên nó không có đi qua cái chỗ này được đâu. Xương này, ai bảo. Ai bảo chân dài quá chi. Chân ngắn như mình là chui vô cho nó dễ không. Ui nó trâu chưa kìa. Mày đất ơi. Rồi lướt đầu, lướt đầu, lướt đầu. Kim cương. Đây là cơ hội để mình kiếm thêm những cái bóng chất nhờn nè. Cũng ok ha. Đấy. Có thêm bóng chất nhờn sau này mình làm được nhiều thứ lắm. Và cái tầng này hình như là gần hết quái rồi đó. Ấy, bên đây còn căn phòng nữa. Mình qua mình khám phá. Khám phá nốt luôn. Còn cái phòng này thì không có rương rồi. Chỉ có hai cái con xương canh gác thôi. Hai con này rất là trâu luôn nha. Tại vì quýnh nó còn hồi phục lên nữa. Khó xơi thiệt luôn. Rồi xong phim. Có thêm một cái đầu Wither nữa. Vậy là khám phá công trình này mình lượm được tới 4 cái đầu Wither luôn. Dư sức để tạo ra một con boss nữa ha. Thôi bây giờ mình coi cái này. 36 kế chuồn là tượng sách. Mình chuồn trước đây. Nguy hiểm quá đi. Ui không biết mình đặt xuống nước được hay không nè. Ui thành công, thành công, thành công. Really nigga. Ui. Ui ui nè 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 nè. Đút đồ xong rồi chạy 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 chạy. Thành công, thành công, thành công. Chiến này mình đã trả thù rồi. Những con nào từng cho mình té thì bây giờ mình đã cho nó nếm mùi cảm giác của mình hôm qua. Ui này nhất định phải trả mà. Thôi còn bây giờ thì đi về thôi các bạn ơi. Mình đã tìm được kha khá đồ trong chuyến khám phá này rồi. Rất là nhiều đồ mang về ha. Theo cảm nhận của mình hiện tại thì cái set đồ của mình á, tuy nó đã là set đồ kim cương và được cường hóa tương đối là nhiều dòng bảo vệ rồi nè, nhưng mà nó vẫn còn khá là yếu luôn. Những cái con quái vẫn có thể đánh mình rất là sắp mặt luôn ha. Mong rằng trong thời gian sắp tới mình sẽ tìm được những cái loại khoáng sản tốt hơn, làm những bộ giáp chất lượng để mình bớt ăn hành đi chứ
Hôm nay thấy ăn hành cũng bộn á. Nhưng mà hên mình chạy kịp ha. Và mối thù của mình cũng như là những con quái trên cái con tàu bay đã được trả rồi. Trong thời gian sắp tới mình sẽ tìm những cái công trình tiếp theo để chúng ta cùng nhau khám phá và kiếm thêm thật là nhiều đồ tốt mang về. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.